Sở dĩ ngày nay là một cái bài hát mới kể cả ra là người chết acid không có bè cái hào acid thì được muốn hại acid clang sắp là không có bè là chui không cao được lấy chẳng lấy à hả bè trả mạng bài chạy đặc biệt một bộ hả lại cao cho thật ở sự khoáng đôi xa con sạch đầu mối hỏi cho thật sphincter chẳng có một lần bà miên chẳng có một cô bà miên sọc tiếp đó con sạch đầu mối cứ trời mạnh bất lực lên tay là phê là hạ hạ phê đầm lá cho cả bìa cả trá lan là chết hạ xịt là xịt hiệu quả cả yên là phê là con sạch đầu mối sphincter bao trăm ho không thông là hát nước nga tôi acid nước không có biết vừa đầm là lang châu từ một bộ hệ rồi sổ khoảng yếu dung của đó cả tra lang lên trên acid acid để black hai cá trong bộ một cô là miên sọc của nó còn bạc tôi bay dạng này có đói và sân bờ vì cả là tiếng quạt lúc vía trở bàn kỳ hạ thái trình ngược ở năng bóng bộ ngày hát lại bật ra một cái cây cha lan nơi axit krop bèn Castro Persophagia Reflux Disease vẫn to kỳ hay gặp là gợi nếu chia rút cùng nó vào cuốn là bỏ cái bèn gớm chẳng rút kiếp thể chơi này cứ chỉ rút kiếp mới và chạm thà cả bè nhớ co có tài lệnh hàng lớn để cái hai sẽ đọc hàng lớn ít xin thờ đấy nghĩa bất chật màng khó chẳng cả trái bất bất hại bán thì còn tái xâm rạp cả hàng này rút cả xâm ít cứ bệnh bằng hai tí to và các là trả lời của dương là to chọn thì ở số khóa bật nói xuyên thế này công việc chọn hỏi chẳng thua ai xin lại là không có tiền vì trả lời một lời vịnh rốt sẽ sẽ là phải là sẽ trả lời một phát hồng quân này từ viết bản là thôi à ra mình xuống à rõ mình sửa lý kiếm nhuộm bỏ lại dài chia à rõm đồ trở liệt đại cả là bị trốn tự có phải khắc hào thẳng hạt bớn rốt sẽ như căn tài thôn làng bằng tọc tì nhằm ở hạ bốn lập bế lúc miền cả ca lang lâu cảm lập là xin ca xoay rốt một ngày ca trao lang lâu là xin acid reflux cứ trở bàn phở rộng mình cháy lại tay tờ lờ rộng sở nhé nâng tổ quát trở về tụi bây dạng nạc đáo một hai đợt tay tiết đài bàn đào và miền trùng miền cả chư trùng đôi chế chứ đôi sở sạch đố vô tay bị nứt rộng môn tay phở rộng mình cháy cả tra lang lang chết bị xếp cả chọi tọp đàng ó nâng cao trên bao thần lá như này thì cả thuộc đồ cháy cứ tầm tầm cao trên bàn cao tra lang là acid reflux cứ tra bàn trên bàn trên môi nâng ở sắt ba bàn thoi nâng cao là acid này không có cách lưu trì ở sắt xì mê tự nín lê tà mòn ở sắt ba bàn sao chết acid này không có cách acid cứ miên và giao còn lại đôi chia ở sọ aluminium phải tổng sái và tạm hóa được cao khoa của đô vài bọt nâng cao được lấy có trời mang của nó là bộ miên lại đôi chia cao của đô lực bảo vệ lại hế lại trời nhằm
ប្រសិនបើការច្រឡាងនៅអាស៊ីតអាស៊ីតបាត់អូស្ត្រាលីអសុទ្ធដីទៀតអាចត្រូវបានគេប្រើការវះកាត់ហើយមានទៀមទីហើយអនុវត្តចំពោះជំងឺក្រពះនិងបំពង់អាហារដែលបណ្តាលមកពីការច្រឡាងជាតិអាស៊ីតដែលធ្ងន់ធ្ងរ gastroesophageal disease ឬក៏ផលលំបាកជំងឺក្រពះនិងបំពង់អាហារដែលបណ្តាលមកពីការច្រឡាងនៅអាស៊ីតជាតិអាស៊ីតកាសរោសូវកាឬផ្លាវីស៊ីសឬកូកើតអាចបង្កឱ្យមានផលលំបាកមួយចំនួនចំពោះបុគ្គលខ្លះដូចជារលាកបំពង់អាហារឬសូវកាឈីសសន្លាក់បំពង់អាហារធ្វើឱ្យបំពង់អាហាររួមតូចរំខានទៅលើបំពង់សំឡេងធ្វើឱ្យសំឡេងឡើងស្អប់នឹងការហត់ចូលសួតនៅអាស៊ីតក្រពះ pulmonary aspiration សូមអរគុណ